Phim Liêu Trai Chí Dị Năm là bộ phim do Hồng Kông sản xuất vào năm 1998. Đây cũng là một trong những series nổi tiếng của thời đại phim Công an Phường 3-18 cộng. Có thể nói thời đó là một thời hoàng kim, không kém cạnh với những bộ phim GAV hiện nay, bởi sở hữu những dàn diễn viên rất đẹp, cùng với sự diễn xuất chuyên nghiệp, diễn viên nữ nóng bỏng. Bộ phim này được lấy kịch bản về một anh chàng ngốc, anh có một cô vợ rất là ham ăn, rồi một hôm anh được lệnh của ông chủ đi lấy báu vật của Diêm Vương, báu vật đó ở một ngôi đền hẻo lánh, rồi khi anh đến tìm báu vật vô tình đã giải thoát cho một hỏa thần. Để trả ơn đã giải thoát, hỏa thần đã trả ơn bằng cách giúp cho dương vật của anh to hơn bình thường, có một sức mạnh quan hệ với phụ nữ không mệt mỏi.